Vâng, website thợ sơn nhà đẹp .net. Xin chào các bác. Cái chủ đề sơn thật sơn giả và cái cách phân biệt đấy, chưa bao giờ hết hot, nhất là trong những thời điểm cuối năm như thế này. Đấy, là các cái bác mà đang có ý định sắp sơn, đang sơn đấy, thì chúng ta hãy tìm hiểu qua cái clip này, lắng nghe tham khảo ý kiến của em là một cái người thợ sơn lâu năm. Đấy, thì vào vấn đề luôn, để mà phân biệt được cái thế nào sơn thật sơn giả thì các bác phải hình dung là các cái cách làm giả như thế nào. Thì cái cách một thì là vẫn là cái thủ đoạn rất cũ là vỏ thật đấy, nhưng mà ruột giả, có nghĩa là bình thì là cũ nhưng mà rượu mới cũng không đúng lắm, nhưng mà vấn đề là các bác lôm la là cái vỏ là thật nguyên bản của từ nhà máy nhưng cái ruột đã bị đánh cháo đấy. Cái cách này là họ sẽ qua mặt được rất nhiều người đấy. Đấy, có nghĩa là nhiều trên thị trường ấy là có những cái đội người ta sẽ chuyên đi thu mua lại những các cái vỏ thật chính hãng, thậm chí mà những cái vỏ mà còn nguyên tem lại bán được giá cao đấy. Họ sẽ đến đặt trước vấn đề với những cái công trình dự án lớn mà lấy hàng thật với số lượng nhiều, nếu khui vỏ mà còn nguyên vỏ đấy, đấy, lắp còn mới thì họ sẽ thu mua lại với giá khá cao đấy. Thì cái cách này là hay được sử dụng và họ sẽ trà trộn đưa những cái sơn rẻ tiền vào đấy. Cái cách thứ hai đó là họ sẽ làm giả cả vỏ thừng luôn, tinh vi từ A tới Z luôn. Ruột đã giả rồi nhưng vỏ cũng làm giả gần như là giống y hệt luôn đấy. Có nghĩa là nếu không phải là mắt thợ không chuyên nghiệp thì không thể phát hiện được đấy. Giả tinh vi luôn, từ vỏ thùng đến nhãn mác. Và còn cái cách này thì ít phổ biến hơn nhưng vẫn có này. Có nghĩa là người ta sẽ giảm, cắt bớt giảm. Đây, cách thứ ba nhé, là người ta sẽ cắt giảm cái thể tích của thùng sơn đi. Có nghĩa là một thùng sơn 18 lít đấy, mỗi thùng họ sẽ rút ruột ra khoảng 1 đến 2 lít đấy. Thì khoảng 10 thùng là họ đã rút ra được một thùng sơn thật rồi, và họ sẽ bán khách hàng là một cái gọi thùng vơi, hoặc họ cũng có thể pha thêm nước hoặc thêm một cái loại sơn rẻ tiền nào đó để cho vẫn đủ thể tích, nhưng cái chất lượng như thế là nó đã bị giảm đi rất nhiều rồi, và nó sẽ biến đổi màu sắc rồi hóa học vật lý bên trong thùng rồi đấy. Thế thì vậy làm sao mà cái cách mà để các bác bây giờ nhận biết được đây, thì là trước tiên ấy, với những cái hãng sơn lớn chính hãng thì các bác lưu ý là hãy cố gắng đọc hết một lượt hướng dẫn sử dụng ở trên vỏ thùng đấy. Và như những cái hãng như Cova hay Dulux là nó đều có tem mã cào đấy, là các bác soạn tin nhắn cái mã cào đấy gửi về tổng đài của cái hãng sơn luôn đấy, là nó sẽ báo cho các bác biết chính xác nào thật hay giả đấy. Và thường thì em thấy là người ta chỉ làm giả những cái loại sơn cao cấp đắt tiền thôi, còn những cái dòng sơn kinh tế, những dòng sơn mịn chỉ có 400-500 một thùng người ta không làm giả đâu. Đấy, người ta đã mất công làm giả, người ta sẽ làm giả nó như kiểu mệnh giá tiền ấy,
ta làm giả đồng đồng 500, đồng 200, nhưng không ai làm giả đồng 5.000 hay đồng 10.000 cả các bác ạ. Đấy, nếu các bác mà dùng những cái dòng sơn mịn kinh tế thì yên tâm là hầu như không có giả đâu, vì nó rất là rẻ rồi, nó chỉ còn nó mấy trăm nghìn một thùng thôi. Đấy, đa phần là họ sẽ làm giả những cái dòng sơn là thường hay bị dính nhất ấy, là những cái dòng sơn lau chùi, sơn bóng, sơn nót. Sơn nót đấy, sơn nót là hay bị làm giả này. Đấy, nót là cái lớp ở bên trong, là cái lớp che mắt người. Đấy, lót lót ngoại thất này. Đấy, các bác đi qua những cái nhà nào mà tường nó bong chóc ra mà trông còn chẳng có lót đâu này, đúng là dòng sơn giả. Đấy, sơn sơn cỏ, sơn hết ra ngoài là một mấy năm sau là mưa nó trôi hết, bong hết ra. Đấy, cơ bản trên thị trường thì nó sẽ còn tí tỉ cách để làm giả. Đấy, nhưng cái phương tiện đối phó nhất vẫn là các bác tìm đến những cái đại lý chuẩn uy tín, có thương hiệu lớn, cửa hàng to đẹp rộng rãi. Đấy, hoặc nhờ đội thợ sơn chuyên nghiệp đi mua. Đấy, như ví dụ như bên em đây. Đấy, số điện thoại là 0965 559 334 hoặc 0945 812 886. Đấy, nào em sẽ em trực tiếp gọi là đi đến gọi là các gọi nhà máy hoặc đại lý lớn mua, đại lý cấp 1 mua. Đấy, người ta không thể, đại lý người ta không thể dám bán sơn, gần như không dám bán sơn vớ vẩn cho thợ sơn được, vì cái thợ sơn là người ta nhìn qua biết cái thùng nào là sơn thật, thùng nào là sơn giả. Đấy. Đấy các bác nhé, đấy là clip ngắn gọn này các bác, để các bác tham khảo, thắc mắc gì cứ alo em trực tiếp, em biết đâu em sẽ chia sẻ với các bác đến đấy, giúp cho các bác tránh bị mất tiền oan. Đấy, đấy, vừa gọi là mất tiền oan mà vừa mua bực vào người, nếu mà phải gặp phải mấy cái ông sơn lẩm sơn ối rồi ôi. Xin chào các bác nhé.